Thầy hai sọt lên 100 kg đó. Ngay cục đó còn nhiều lắm. Nó đầy hai sọt lên 100 kg đó. Bầu đó chắc cỡ 70 kg rồi. Không có được không hết. Đầy cá dồ mà vô đầy cứng liền luôn nha. Giật á. Vậy là giật người ta hết đầu rồi. Phản xạ tự nhiên. Nhóm tay vô rồi, nhóm tay. Cái thiệt đấy của anh. Có ông bắt anh này. Quá gì mà dữ nè. Còn cái chuyện trong như này. Cái tự giác nữa. Nó đây đó, nó không có biết bạn thiệt thiệt này. Gọn cho nó sạch. Ồ, cá dồ chết bự quá, không xuống lấy ra trời. Cái này nè. Thiệt đâm đó gì, quay gì. Xịn cái gì? Chưa xịn đâu. Chưa. Lụm lên cơm ấy. Lại đâu? Cái thiệt. Khô được. Cái thiệt nè, thôi thì tôi sai, thì tôi lụm quá thiệt một cái là 4-5 thằng lụm một cái thôi. Chứ đâu có dám, đâu có ai dưới được. Yếu lũi nó kẹt. Chưa căng kìa. Để cái giọt các bạn. Lấy cái đồ. Lấy cái đồ kia có bóng này nè. Để mở nó vô trễ. Cho điện vô vậy nha. Điện rồi. Để biết tụi cả vô cho nó ra nước nó mát mát á. Múc cái đầu á. Trời ơi mày chết đi mày bỏ ra cho bác Năm mày hồi không lộ xuống vết hả? Ở trong này đủ quá, đi 4 thằng lớn nhất là phải chịu trách nhiệm thôi chứ. Nói gì chứ. Trời chứ nãy bắt tôi chống thêm quận nữa được trốn thiệt không mà. Thiệt nội. Này quay thu gần lại vậy. Thấy gõ rồi. Gần. Cái vô này hồi năm thịnh nào vậy? Mới sáng qua đó. Còn khô được. Chết là mắt còn tươi mà. Còn tươi chết chưa sao? Nó sình cái bụng thôi. Không muốn mặn bá đấy luôn. Em lên mặn khô đi. Đưa cho ảnh mặn đấy. Mặn đấy. Thôi. Không ấy mặn đá. Thôi. Thôi chân cuối ra. Không mặn được thôi chứ. Mặn là chảy xuống dưới đó thì thuốc bắt luôn. Chịu nổi luôn.